军旗形象，不断得到两党两国的恢复，日益深入发展。Thưa các đồng chí và các bạn, hiện nay Việt Nam đang đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, nhân dân chúng tôi đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, xây dựng Việt Nam trở thành nước xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nhân dân Trung Quốc đang phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nhà nước hiện đại xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa. Sự nghiệp xây dựng và phát triển hai đất nước phía trước là một chặng đường dài, còn nhiều khó khăn, thách thức. Đòi hỏi thanh niên hai nước không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, lao động, cống hiến vì tương lai tươi sáng của các bạn, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước chúng ta.